30 phút từ trưa thứ hai đến trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Các bạn thân mến, trên thị trường giải trí hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều thể loại âm nhạc mới. Thế nhưng không vì thế mà âm nhạc truyền thống của Việt Nam bị mai một. Ngày hôm nay xin mời các bạn khán giả cùng trò chuyện với một nghệ sĩ. Cô ấy tuy là từ đời còn trẻ nhưng lại rất là yêu mến và đam mê theo đuổi dòng nhạc cải lương. Hãy cùng trò chuyện với nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh. Lời nói đầu tiên cho phép Như Huỳnh xin gửi lời chào MC Thanh Huyền và khán giả của chương trình Sông Môi Đỏ. Như Huỳnh có thể chia sẻ một chút về những thành tựu âm nhạc và những cuộc thi âm nhạc mà mình đã từng tham gia được không ạ? Thật ra cái cơ duyên mà Như Huỳnh đến với bộ môn nghệ thuật cải lương cũng rất là tình cờ. Và Huỳnh cũng chưa bao giờ nghĩ là Huỳnh sẽ theo đuổi bộ môn nghệ thuật cải lương cả. Tại vì như quý vị cũng đã biết thì bộ môn nghệ thuật cải lương thấm sâu vào tim, vào máu của những người dân miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt là Huỳnh là quê hương Cà Mau nữa. Từ nhỏ Huỳnh cũng rất là say mê nghe băng cassette nè, nghe qua TV. Thì không biết là nó nhiễm trong máu hay nào không hay. Lúc nhỏ thì vẫn thường ca nghêu ngao, trong trường cũng vậy. Nhiều khi sinh hoạt đoàn hoặc là những cái chương trình gì mà lớn của trường thì các thầy cô cũng hay cho Như Huỳnh một tiết mục để biểu diễn. Từ đó mọi người cũng hay cho Huỳnh tham gia nhiều tiết mục trong các hoạt động của trường, của ấp, xã, rồi sau đó lên tới tỉnh. Dần dần Huỳnh bén duyên với cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2008. Thật ra thì lúc đó Huỳnh không nghĩ là mình sẽ được giải tư. Mình chỉ nghĩ là mình muốn thử sức của mình. Tại vì mình chưa qua một thầy cô dạy, chưa qua một trường lớp nào cả. Nhưng mà bằng hết tất cả những gì can đảm và lòng yêu nghề mà Huỳnh tích góp được thì Huỳnh đã thể hiện hết sức mình. Thì may mắn là Huỳnh cũng được mọi người thương mến và được giải tư. Đó là một cái hành trang mà Huỳnh quyết định là lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp và cố gắng trau dồi để mình có thêm nhiều kiến thức, thêm nhiều kỹ năng cho cái nghề mà mình đã lựa chọn. Trong số những vở cải lương mà chị từng tham gia, chị thích mình được vào vai gì nhất ạ? Hẳn là quý vị cũng đã quen thuộc với hình ảnh của Huỳnh trong những vai đào thương, những vai có số phận lúc nào cũng là ôi thôi, nó buồn thảm rồi nó trớ trêu, nó bi thương đủ thứ hết. Nhưng mà thật ra thì trong bản tính của Huỳnh á, thì Huỳnh cũng không phải là một người bi lụy. Cho nên nhiều lúc Huỳnh cũng rất là muốn và mong có được cơ hội để mình thử sức một cái thể loại vai khác. Đó là vai độc mùi. Có nghĩa là nó có cái gì đó, nó có cái tính cách của mình. Nó phá cách lên, nó không chịu khuất phục số phận. Hoặc là một cái người mà có thể là thể hiện những cái chính kiến của mình. Thì Huỳnh cũng mong là mình sẽ tạo một cái hình ảnh mới, không có phải là đóng khung một cái nhân vật chỉ là lúc nào mọi người cũng thấy ôi trời cái cô này sao khổ quá, ôi trời cái cô này đóng cái vai nào sao thấy cũng thảm quá. Thì mình muốn là thay đổi chút xíu, hy vọng là một lúc nào đó hoặc là một đến một cái thời điểm nào đó mình được may mắn sẽ đảm nhận được một cái vai mà như Huỳnh mơ ước. Thế mình cũng tò mò là đối với nghệ thuật cải lương thì điều gì sẽ là khó nhất và tạo cái sự khác biệt giữa những nghệ sĩ với nhau ạ? Không riêng vì Huỳnh, mà Huỳnh nghĩ là đây là một cái nỗi niềm chung của những bạn nghệ sĩ trẻ cùng trang lứa với Huỳnh và có thể là những cái lớp nghệ sĩ trẻ hơn Huỳnh nữa. Như quý vị cũng đã biết thì lớp tiền bối nghệ sĩ đi trước cũng đã có rất là nhiều vai diễn kinh điển để đời. Tuy nhiên là về lớp nghệ sĩ sau như Huỳnh thì cũng đang rất là mong muốn và tìm được những cái vai diễn Donny đóng giày cho mình, những cái vai diễn ấn tượng để mình có thể là cọ sức và mình có thể lột xác từ vai diễn đó. Nhưng mà thật ra thì bây giờ một cái điều mà khó khăn hơn nữa là về khâu kịch bản và vai diễn nào, kịch bản nào mà để cho lớp nghệ sĩ sau này có thể có cơ hội thể hiện mà không phải là từ những vai các cô chú đi trước đã từng rất là thành công, đã ấn tượng trong lòng khán giả, để không có một cái sự so sánh tiền giữa các bậc tiền bối và lớp nghệ sĩ đi sau. Thì đó là một điều mà Huỳnh
cũng như tất cả các lớp nghệ sĩ trẻ sau này cũng rất là mong mỏi có được những cái vai diễn để mình có thể tạo một cái dấu ấn riêng cho mình. Là một người không có được đào tạo cải lương bài bản, vậy thì chị có cảm thấy là mình gặp thử thách hoặc là khó khăn khi mà đón nhận đảm nhiệm những cái vai diễn mới hay là không ạ? Từ trước tới giờ thì Huỳnh rất là tự tin ở những vai xã hội, tại vì nó rất là đời thường, nó gần với Huỳnh lắm. Nhưng mà mình cũng hơi hạn chế về những cái vai diễn tuồng cổ, từng cái trang phục, từng cái nhịp điệu, từng cái điệu bộ cử chỉ mình khi mà mình thoại, hoặc là vào cái tình huống nhân vật, tất cả nó phải theo một cái nguyên tắc. Nếu mà nhạy bén mình có được cái ý, nhưng mà mình cũng không có được học cơ bản và mình không có được chỉ dạy, thì khi mà mình thể hiện nó sẽ không có được uyển chuyển thước tha và không có được đẹp bằng như những anh chị đã từng cọ sát từ lúc nhỏ, được đào tạo bài bản đàng hoàng. Thì Huỳnh cảm thấy là mình phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Thế tôi nghĩ đôi khi nó sẽ là động lực để chúng ta cố gắng nhiều hơn và trau dồi nhiều hơn trong tương lai. Thì Thanh Huyền thấy là ở trong cải lương thực sự, người biểu diễn phải dùng rất là nhiều những cái tâm tư và cảm xúc vào trong cái vai diễn của mình để có thể mà khiến cho khán giả đồng cảm và lấy nước mắt của khán giả. Thì như chị thì chị thường là lấy cảm xúc như thế nào, và mình có phải luyện tập nhiều không trước mỗi lần mình biểu diễn ạ? Có thể là mình không có được may mắn mà học được những cái kỹ thuật diễn giống như là các bạn khác, thì thay vào đó Huỳnh sẽ sống hết mình với nhân vật. Khi Huỳnh nhận diễn một cái nhân vật nào đó thì Huỳnh đặt mình vào nhân vật, và Huỳnh luôn luôn là sống với nhân vật từ lúc bắt đầu diễn cho đến khi hạ màn. Mà Huỳnh vẫn có nhiều lúc khi mà hạ màn rồi Huỳnh vẫn chưa thoát được nhân vật, cho nên là có nhiều người bảo sao là khi mà diễn một cái nhân vật bi nào đó thì sao mà có vẻ Huỳnh khóc nhiều và cảm thấy nó nặng nề như vậy. Thì cũng thú thật với quý vị là Huỳnh sống hết mình với nhân vật, cho nên là có nhiều lúc thì Huỳnh chưa có thể thoát ra được, Huỳnh chưa có biết cách thoát ra nhanh hơn và sớm hơn. Dạ, Thanh Huyền cũng rất là tò mò, trong thế giới cải lương hiện nay thì có nhiều nhân tố trẻ, có nhiều những bạn trẻ yêu mến và muốn theo đuổi thể loại âm nhạc này không ạ? Mọi người cứ bảo là bộ môn cải lương bây giờ sẽ ít có người theo dõi và ít có người đeo đuổi nữa, nhưng mà Huỳnh thì không cảm thấy như vậy. Tại vì Huỳnh thấy hiện tại bây giờ có rất là nhiều cuộc thi bên bộ môn nghệ thuật cải lương, cũng có rất là nhiều bạn trẻ thăng ký tham gia, và hầu như khán giả của Huỳnh là hết khoảng 70% luôn là những khán giả trẻ, 9x. Nãy giờ Thanh Huyền nghe giọng của chị Như Huỳnh ngọt như mía, và Huyền rất là muốn được nghe chị Như Huỳnh có thể là hát một hai câu vọng cổ ngay bây giờ để gửi tặng cho các bạn khán giả xem chương trình được không ạ? Cái này thì dĩ nhiên là Huỳnh rất là vui lòng và sẵn sàng, nhưng mà không có chuẩn bị trước á, thôi thì đột xuất quá, Huỳnh cũng sẽ hát tặng quý vị một câu vọng cổ trong trích đoạn cải lương cũng rất là nổi tiếng, được mang tên Đêm Lạnh Chùa Hoang. Chúc cho chị sẽ có thêm thật nhiều những vai diễn ấn tượng trong thời gian tới. Một lần nữa cảm ơn ban biên tập chương trình Sóng Môi Đỏ đã cho Huỳnh có được những cái giây phút mà để chia sẻ, để tâm sự cho Huỳnh gần hơn với tất cả quý vị khán giả gần xa. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Sóng Môi Đỏ lần sau, được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai đến trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.